chào mừng đến với cửa hàng Samsung. Tôi có thể giúp gì cho chị không? À, tôi chỉ đang xem qua thôi. Vâng, nếu chị cần giúp đỡ gì thì nói cho tôi biết nhé. À, sao vậy chị? Tháng rồi tôi đến đây và đã mua một cái máy hút bụi tự động cho mẹ của tôi. Vâng, nhưng cụ thể thì chị đang tìm cái gì vậy ạ? Tôi đang suy nghĩ xem sao. Chào mừng đến với cửa hàng Samsung. Tôi có thể giúp gì cho chị không? Chào mừng đến với cửa hàng Samsung. Tôi có thể giúp gì cho chị không? À, tôi chỉ đang xem qua thôi. Vâng, nếu chị cần giúp đỡ gì thì nói cho tôi biết nhé. À, sao vậy chị? Tháng rồi tôi đến đây và đã mua một cái máy hút bụi tự động cho mẹ của tôi. Vâng, nhưng cụ thể thì chị đang tìm cái gì vậy ạ? Tôi đang suy nghĩ xem sao. Chào mừng chị đến với cửa hàng Samsung. Ồ, tôi chỉ đang xem qua thôi. Ngoài kia có vẻ đông đúc quá, hy vọng rằng chị đã không gặp phải khó khăn khi tìm chỗ đậu xe. Ồ, có đấy, phải mất một lúc tôi mới có thể đổ xe được. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện đó. Bây giờ thì chị cứ thoải mái tham quan đi nhé. Cảm ơn anh nhiều. Chào mừng anh đến với cửa hàng Samsung. Tôi đã mua một cái máy hút bụi tự động cho mẹ của tôi. Xin lỗi chị. Vâng, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Chị đã đến đây với mẹ chị. Mẹ chị đã rất thích thú khi xem cái máy hút bụi tự động được vận hành. Bác ấy thích cái máy đó nhiều không chị? Mẹ tôi thích nó lắm. Và thật ra hôm nay tôi đến để tìm mua một cái máy lạnh cho tôi. Chào mừng chị đến với cửa hàng Samsung. Hy vọng rằng chị đã không gặp phải khó khăn khi tìm chỗ đậu xe. Ồ, có đấy, phải mất một lúc tôi mới có thể đổ xe được. Chào mừng chị đến với cửa hàng Samsung. Ồ, tôi chỉ đang xem qua thôi. Ngoài kia có vẻ đông đúc quá, hy vọng rằng vâng, chị đã không gặp phải khó khăn. Chị đã đến đây với mẹ chị. Ồ, có đấy, mẹ phải chị mất đã một lúc tôi mới có thể đổ xe được. Tôi rất lấy làm tiếc bác vì sự bất tiện đó nhiều không chị? Bây giờ thì chị cứ thoải mái tham quan đi nhé. Cảm ơn anh nhiều. Tháng rồi tôi đến đây và đã mua một cái máy hút bụi tự động cho mẹ của tôi. Xin lỗi chị. Vâng, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Chị đã đến đây với mẹ chị. Mẹ chị đã rất thích thú khi xem cái máy hút bụi tự động được vận hành. Bác ấy thích cái máy đó nhiều không chị? Mẹ tôi thích nó lắm. Và thật ra hôm nay tôi đến để tìm mua một cái máy lạnh cho tôi. Chào mừng chị đến với cửa hàng Samsung. Hy vọng rằng chị đã không gặp phải khó khăn khi tìm chỗ đậu xe. Ồ, có đấy, phải mất một lúc tôi mới có thể đổ xe được. Xin lỗi chị. Vâng, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Chị đã đến đây với mẹ chị. Mẹ chị đã rất thích thú khi xem cái máy hút bụi tự động được vận hành. Bác ấy thích cái máy đó nhiều không chị?